công tác y tế là một trong những yếu tố rất quan trọng của một câu lạc bộ. Và đề cập đến câu chuyện này, câu lạc bộ Phố Hiến thuộc giải nhất quốc gia đang sở hữu một môi trường y tế mà nhiều đội bóng ao ước. Nhắc đến cái tên Phố Hiến, người ta sẽ nghĩ ngay đến PVF. Được thành lập với nòng cốt là đội trẻ của trung tâm đào tạo bóng đá PVF, cho tới bây giờ thì câu lạc bộ Phố Hiến đã đạt được những thành tích là giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất V-League 2 2019 và thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cũng đã có chiến thắng đầu tay sau trận ra quân trước Bình Phước. Có được điều này không thể không kể đến những sự hỗ trợ của trung tâm PVF cho Phố Hiến, mà trong đó có công tác chăm sóc y tế. Với đội ngũ chuyên gia và các y bác sĩ hầu hết là người nước ngoài, bộ phận y tế của Phố Hiến đã chăm sóc rất tốt cho các cầu thủ ở đây và cả những vị khách đặc biệt tới từ những câu lạc bộ khác. Hiện tại giờ Phố Hiến thì bộ phận y tế đó là cũng đang nhờ bên chỗ học viện bóng đá PVF. Thì tất cả các chuyên gia đều là những chuyên gia giỏi. Và nếu mà bạn ghé thăm trung tâm học viện PVF thì rất nhiều cầu thủ V-League đang tập luyện hồi phục ở đây. Và đã nhiều em đã trở lại và với cường độ thi đấu là nhanh. Tôi đã làm việc ở đây được 8 tháng. Giờ là lúc mùa giải mới sắp bắt đầu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các cầu thủ Phố Hiến, chăm sóc họ nếu họ gặp vấn đề trong tập luyện. Ngoài ra trong câu lạc bộ cũng như một vài cầu thủ ở nước khác đến. Họ đến để điều trị hồi phục chấn thương. Tùy vào từng loại chấn thương, chúng tôi điều trị cho họ trong vòng 1 tuần, 2 tuần, có khi là vài tháng cho đến khi họ hồi phục và đủ khả năng đá bóng trở lại. Với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, tận tâm, nơi đây đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho những cầu thủ không may gặp chấn thương và cần một môi trường tốt để tập luyện điều trị hồi phục. Một số cầu thủ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, trong đó có Phạm Xuân Mạnh, đã được gửi tới trung tâm để điều trị và có những kết quả khả quan. Ra thì trước khi em đến đây thì cũng có một số em vận động viên trẻ của Sông Lam Nghệ An đã được câu lạc bộ gửi ra ở trung tâm PVF này. Và cũng theo như em đặc biệt thì trước đấy cũng có Đặng Văn Lâm đến đây điều trị và cùng đấu cổ chân như em. Thì em cũng đã được thông tin và tìm hiểu thì em xin câu lạc bộ và câu lạc bộ đã cũng đã quyết định gửi gắm em ở trung tâm PVF. Thì ở đấy cũng có những chuyên gia hàng đầu về vật lý trị liệu và có những cái máy móc hiện đại. Hiện tại thì trong quá trình của mình em cảm thấy mình rất tốt và đang tiến triển một ngày một tốt hơn, thì em sẽ không nói quá trình mình bao lâu sẽ mình sẽ quay lại, nhưng mà mọi người cứ chờ và em sẽ cố gắng trở lại sớm nhất. Xuân Mạnh đến đây vào đầu tháng 9 năm ngoái và khám về chấn thương chân. Sau khi anh ấy tiến hành phẫu thuật tại Singapore vào tháng 11 và trở về thì chúng tôi bắt đầu công tác điều trị. Giờ thì có thể kết luận là tình hình chấn thương đã có tiến triển sau thời gian điều trị. Anh ấy sắp quay trở lại câu lạc bộ và hy vọng sẽ có màn trình diễn tốt hơn. Xuân Mạnh hiện vẫn có tên trong danh sách đăng ký giai đoạn 1 V-League 2019 của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và hy vọng anh sẽ sớm trở lại sân cỏ sau khoảng thời gian tập hồi phục tại đây. Còn với Phố Hiến, tất cả đều mới chỉ bắt đầu với họ, nhưng với những sự đầu tư, chăm sóc chu đáo từ đội ngũ y tế câu lạc bộ thì chắc hẳn các cầu thủ sẽ tự tin hơn để chinh phục những mục tiêu trong mùa giải mới.